Ngày 21 tháng 7 tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2023 và cả giai đoạn 2024-2025 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, chính quyền các địa phương 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, kết nối cung cầu, xúc tiến đầu tư thương mại, hợp tác thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh các nội dung hợp tác chung, thành phố Hồ Chí Minh còn phối hợp song phương với các tỉnh thành. Đặc biệt đối với thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ xây dựng đề án lập trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu đề án đường sắt nối liền hai địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, nội dung triển khai thỏa thuận hợp tác chỉ là kế hoạch chung, thành phố sẽ sẵn sàng tiếp tục mở rộng và tạo điều kiện để kế hoạch triển khai tích cực cùng với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long khai thác và phát triển hiệu quả kế hoạch này.